Chán quá, kiếm gì coi đây ta. Trời ơi, bộ này không hay gì sao. Ủa, ai bấm chuông vậy ta? Ơi, ai bấm chuông vậy? Gia Liên, Gia Liên nè. Ơi, Gia Liên, Gia Liên. Ủa, một quyển sách gì vậy? Ủa, ai để sách trước nhà mình vậy ta? Ủa, này là sách hay là chuyện kinh dị ta? Sao nhìn nó hay hay sao á? Ai để cuốn sách đây vậy ta? Không lẽ có người nào tặng mình hả? Thôi, đem vô nhà coi luôn. Cái cuốn sách này là cuốn sách gì đây? Sao chữ dài dòng như vậy? Thôi kệ đi, mình đọc bên trong đi. Ta là thần thánh mang lại sự đau khổ cho trái đất này. Cứ tập trung nhìn thẳng vào mắt ta đi. Nhìn thẳng vào mắt ta đi. Ủa, là sao? Ủa gì kỳ trời, nguyên một cuốn sách bự chập bá vậy, có nhiêu đây hả? Ủa, cái dòng chữ gì vậy? Baby à, baby à, baby muốn mua trà sữa gì đây? Trà sữa kem trứng nướng. Được rồi, cho em một trà sữa kem trứng nướng đi nha chị ơi. Ui rồi, gì vậy? Bullet one phenomenon wonder. Ơi 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 ơi. From the window. Như đó là một cái lời nguyện xuất hiện ra rồi. Ơi, đi về đi về đi về, không có mua trà sữa gì nữa mấy bạn ơi. Đúng rồi, đi về đấy, không có mua trà sữa vậy, chờ tối luôn rồi nè. Vậy là chắc chắn cái lời nguyện bên ngoài cửa sổ lại được ai kích hoạt nữa rồi. Oh my god, trời ơi là trời, ai mà báo nữa vậy trời. Thôi báo quá, chết rồi chết rồi, ai là người kích hoạt cái này lên vậy trời? Ania có nhà không biết trời. Ania ơi, mày làm gì vậy? Ania trời ơi, em báo rồi. Ania ơi, em báo rồi. Cái gì đây? Trời ơi, đừng có nói với anh là mày chính là người kích hoạt cái lời nguyền bên ngoài cửa sổ lên nha. Đúng rồi anh ơi, trời ơi, em báo rồi. Trời, thôi đưa anh cái quyển sách này đây. Trời ơi, anh phải tìm cách để giá giải lời nguyện này thôi. Mấy ơi, đi rồi em báo rồi. Chết rồi chết rồi chết rồi, cái con ma này chính là cái con ma mà đừng có nhìn vô nó, nếu mà nhìn vô nó thì coi như là mình chết hay sao đó. Cái gì, có việc như vậy luôn rồi nha? Vậy là ông rạch về con ma này nghe, hả? Nghe cái tiếng tivi. Ê, đi qua đây nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ui, anh vừa tắt tivi á nhỉ ha. Ê, cái tivi nó đang chiếu gì kìa, đạp đi. Chúng ta đạp xong cái tivi luôn rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây Nia? Tại vì á, cái lúc cái đó thiệt. Ủa, ấy, 1 trên 16. 1 trên 16 là sao? Ơi, không lẽ mình phải đi đập 16 cái tivi hả? Lẽ mình đập tivi hết nguyên làng này luôn á anh. Ê, thường thường cái con đó chính là cái con mà chiếu trên cái tivi. Cái con đó đó riêng riêng đặc biệt là khi mình nó chiếu cái đoạn phim nó lên, không, tuyệt đối không được nhìn nó. Nếu mà nhìn nó thì chúng ta sẽ chết đó. Kiểu kiểu vậy. Nghe thấy ghê quá vậy. Trời ơi, em báo cái trời ơi, cái mày báo quá rồi. Trời ơi, hôm bữa tôi đã dùng cái đĩa băng đó quên rồi hả? Đĩa này, cái đĩa này, cái đĩa này với mày ơi. Thì bây giờ mình phải tìm cách để đốt cái tiêu hủy cái băng đĩa này đi. Tôi người đúng rồi đó. Ôi ôi ôi, sau khi mình nói mình đúng nốt cái này, sao mình sang đánh dữ vậy nè? Ơi, ở bên cạnh tôi mẹ. Hay được rồi, bây giờ mình phải đi tìm cách để xử lý cái chuyện này đó mấy bạn ơi. Chứ kiểu như vậy là không có được. Ủa, gì đấy? Ê, ê, anh đi à, có 16 cái tivi. Đúng theo những gì anh dự đoán luôn rồi. Vậy là mình đi xung quanh làng mình đập tivi đi. Ê, ê, từ từ. Ê, quên, như lần trước là chúng ta phải lụm lại cái loại cải tivi này để cho một chút mình còn đốt nó nữa mấy bạn ơi. Bây giờ không không ấy, chia ra đập đi anh, chia ra đập đi. Ê, cái này không nên chia, cái này không nên chia nhau. Đây này, đây này, đây này, đây này, đập đi, đập đi, đập đi. Đập 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 đập. Ok, mình đã đập được 2. Ui, đẩy nè, đúng luôn nè. 2 trên 16 thiệt luôn. Vậy là chúng ta coi như là chúng ta đúng rồi đó. Được rồi, mình sẽ cất vô trong đây. Ôi ơi ơi ơi, đừng có nhìn nó, chạy ra khỏi ngôi nhà này đi, nhanh lên. Chạy chạy. Ôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi ơi, cái con nó đi rồi quá mấy bạn ơi. Chạy 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 chạy. Không biết luôn, không biết nó nói gì luôn. Chạy 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 chạy. Đóng cửa. Nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi. Ui, cái tivi màn hình ngáo vẫn còn chiếu cái hoạt hình nè. Ui, cái màn hình này nó lại xuất hiện kìa. Đập đi, đập đi. Ôi, ơi, đập 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 cái này đi, đập cái này đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, cái tivi này chính là cái con ma đó. Đây rồi, lụm cái tivi thứ ba rồi. Cuối cùng cũng được. 3 trên 6. Trời ơi, thằng Rio nó ngu, nó lỡ bật cái lời nguyện from window gì đó bây giờ. Cái gì? Con ơi, trời ơi. Ơi chạy đi, chạy đi bà con. Ơi. Anh đi lên bến xe đổ của em mà anh vô. Trời ơi. Hết chuyện rồi.
bây giờ cái con đó nó đang xuất hiện ở xung quanh chúng ta đâu. Cái con đó chính là cái con cái gì boy lẹt phenom menon gì á. Anh coi hả? Đúng rồi, cái con mà trong cái tivi đó, thằng này nó ngu nè, cái quyển sách này nè, nó đã kết hoạt cái lời nguyền của cái con này rồi. Trời ơi, em đâu biết đâu. Trời ơi, 16. Đọc rồi, em đâu biết. Bây giờ chúng ta phải tìm cách gì đó để cái con đó đang đứng ngoài cửa sổ. Ôi, nó phá cửa sổ mà nó ra từ cửa sổ đó. Chạy đi. Ôi ôi ôi, lên cây này bà con ơi. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ, chạy khỏi cái ngôi nhà của mày đi ngáo ơi. Cái nhà của mày bây giờ ghê lắm rồi, trời ơi. Ôi! Nó kìa, nó kìa, nó kìa. Nó kìa, mấy con lính của nó. Gì đây, gì đây, gì đó, sợ nó đây, sợ nó đây. Ôi giời ơi, mấy bạn ơi. Mấy con này nó ghê quá mọi người ơi, mọi người. Ôi mày, mày nè, mày nè, mày nè, mày, mày nè, mày, mày nè, mày. Được rồi, sao mất rồi. Dạ, 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 dạ. Được rồi, nhà ai cũng được, vô đi, vô đi. Trời ơi, gì tối hùi vậy, nhà như cái nhà ma vậy. Nè ra. Tập đi, được rồi. Ui, 4/16 rồi, nhanh lên. Trời ơi, cái còn tận 12 cái luôn các bạn ơi, còn nhiều lắm, qua nhận cái mi luôn các bạn ơi. Ui, đây rồi, đập luôn. Đập luôn. Mày, vậy mình đập ra được 5 rồi đúng không? Mày, mình 5 cái rồi. 5/16 rồi bạn ơi. Ơi, 5/16 rồi, mình còn 11 cái nữa lận. Trời ơi, 11 cái đó mấy bạn ơi, mày đùa đâu. Vô. Thôi chết rồi, đang xì lì rồi. Ôi ơi, nó tới đó, trốn đi. Mình trốn trong đây các bạn ơi. Mình trốn trong đây các bạn ơi. Nó đi vô rồi kìa, tụi bay cẩn thận nha. Nó đi vô trước mặt mình luôn mấy bạn ơi. Nó nói cái gì vậy trời? Mù rồi. Ôi, thằng áo, trời ơi. Cái này cái tượng mà. Trời ơi, nó đi đâu rồi? Super ngáo bị bắt rồi. Cái gì? Super ngáo bị bắt rồi. Ôi, đi ra mọi người ơi, đâu rồi? Đây, thằng ngáo nó đi, nó đụng vô tường xong rồi cái con nó xuất hiện ra bắt luôn rồi. Ừ, bây giờ mình phải lẹ đi. Bây giờ phải làm sao đây? Tivi đâu? Ôi, tivi nè, tivi nè, đập. Còn 10 cái nữa lận đó, nhiều lắm, nhanh lên. Trời ơi, cái này mày quá trời nhiều quá đất luôn rồi mấy bạn ơi. Ôi, qua nhà ai? Hình như cái khu này là mình clear xong rồi đó anh em ơi. Bây giờ chỉ còn cái khu bên lẹ sinh tố cũ thôi. Nhanh lên. Lẹ đi. Đúng rồi, nhà anh mấy, vô, nhanh lên. Ôi trời ơi, nhiều vậy. Mày, ôi, mấy con này nhiều quá mấy bạn ơi. Bỏ ra. Mày nè, ôi trời ơi, tối hùi, mà mấy con này đâu có xuất hiện ra hoài à. TV nè, đâu, bà con ơi. Được rồi, vậy bây giờ mình có 7 cái rồi, còn 9 cái thôi, đi em ơi. Ôi. Rồi, tới rồi. Mình phải tìm cầu chốt đó các bạn ơi. Ngồi xuống. Gì mà người đây gọi kìa. Hình như tiếng la của Rio. Ui, Rio bị bắt rồi chứ mày ơi. Ôi, xong rồi. Bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi à. Đi. Ôi, trời ơi, còn mấy con này ở đây nữa. Trời, cái gì mà nhiều dữ vậy trời. Mày nè. Ơi, tivi tôi lụm rồi, tôi có rồi. Ủa, nhà bà có tivi không? Hên, nhà Jimmy không có xài tivi á bạn ơi, đỡ. Ủa, bà này tiện thử dữ trời, hồi nào mà còn xài tivi nữa mấy bạn ơi, lạ lùng thiệt chứ. Nhanh lên. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, làm hết hồn rồi trời. Ủa, sao mày trong nhà tao vậy? Trời ơi, tự nhiên để em về nhà em hay quá trời, con quái vật nó đứng nhà em chạy qua kiếm anh nè. Trời ơi, tao chạy đi vòng nãy giờ á. Trời ơi, bây giờ thằng Rio nó đã kích hoạt cái lời nguyền bên ngoài cửa sổ luôn chứ, tụi mình xài rồi. Bây giờ tụi mình phải đập nè. Qua đây. Tụi mình phải phá vỡ 16 cái tivi trong làng. Ủa, lấy được nhiêu cái rồi? 3, 5, 6, 7 rồi. Bây giờ chỉ còn 9 cái nữa đó. Nhanh lên. Trời ơi, 9 cái lượng đó chứ phải ít đâu. Nhanh lên đi. Trời ơi, cái tivi thằng này bự dữ vậy. Rồi. Lấy luôn, được rồi, 816 kìa. Nhanh lên, một nửa mày ơi, tụi mình được một nửa chặng đường rồi. Nhanh lên, qua nhà hàng tàu hủ, bên đây còn nè. Lên, ôi da, trời ơi. Trời ơi, tụi em sẽ đánh xong mày quá trời vậy trời. Mày nè, trời ơi, mấy con này nhiều quá mày ơi. Mày nè, đi ra chỗ khác. Mày nè, mày nè. Ê, chạy
chạy lên, chạy lên, chạy lên. Ôi ôi. Để em lấy ra, cây mây lấy đây, lấy đây. Lấy đây. Gọi gọi em lấy nó nè. Ủa to vậy mày. Trời ơi, như cây mây đập được hay sao kìa. Gọi gọi em lấy nó nè. Ui, 9:16 rồi, 9:16 rồi. Cái làng của tôi với tràn ngập cho mấy con này ha. Trời mấy con này nguy hiểm lắm á các bạn ơi. Mấy con quái vật sinh vật này á. Đâu 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 tiếp đi đâu. Đi đâu? Quăng đâu, quăng đây, quăng đây, quăng đây, quăng đây, quăng đây. Qua nhà của con Vinh Kỳ luôn, nhanh lên mấy bạn ơi. Đây này, đây này, đây này. Đâu, 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 đâu. Không, tivi mà. Tivi, ở đây cái nữa nè, cái nữa nè. Trời ơi, nhà nhiều tivi dữ vậy. 11:16 rồi mấy bạn ơi. Tụi mình đã đi được hình như 70-80 chặng đường rồi. Ui, cái nữa nè, má ơi. Trời ơi, là trời cái gì mà nhiều dữ vậy. Mày, mày, ôi trời ơi. Ây da, sao mà nó nhiều quá à. Ôi ơi, đi, đi, di chuyển đi mọi người ơi. Ôi, qua nhà Hai Chi luôn đi, qua nhà Hai Chi luôn, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mày ra ngoài nè. Ê, tivi kìa, đập đi bà con ơi, đập, 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 đập. Ủa, tivi đập kì vậy? Ở đây đây. 13:16 rồi bà con ơi. Ui, một cái nữa nè, ngon, ngon, ngon. Trời ơi. Trời ơi, một nhà thì không có cái tivi nào, nhà thì có quá trời tivi, mấy ông nội này xài tivi gì nhiều dữ vậy trời. Được rồi, bây giờ tụi mình đi thôi anh em ơi. Ôi. Ôi. Nó kìa, nó kìa. Ôi. Ôi. Ôi, chạy 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 chạy. Oh my god, cái gì mà ghê vậy trời? Chạy giùm mày ơi. Nhanh lên. Oh my god, cái gì vậy các bạn ơi? Nhanh lên, vô nhà của Jack VN nè, nhanh lên. Đây, 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 nằm ở dưới này thì phải. Nó có một cái phòng coi phim nằm ở dưới này nè. Đây, đây, cái tivi nè. Đạp, 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 đạp. Một cái cuối cùng nữa thôi, một cái cuối cùng nữa. Bây giờ, một cái nữa, ui dồi ôi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi ôi. Chỉ còn một cái cuối nó điên rồi mấy bạn ơi. Một cái cuối nó điên rồi. Chạy lẹ, nhà Bi nè. Nhà nào bây giờ, nhà nào cũng có hết á, không sao. Chạy đại vô đi. Đâu rồi, đâu rồi, đây, 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 nè. 16 chứ, 16 rồi. Đây, 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 bà con ơi. Từ từ, từ từ, nhưng mà chưa xong đâu. Mình còn phải đi tiêu hủy nó nữa. Ê, trời ơi, mấy con này nó cứ cầm chân mình, khó chịu quá. Đúng rồi, chạy lại cái vị trí mà đi vô tìm được quyển sách. Nhanh lên, nhanh lên. Ơi, bây giờ mình phải vào cái cổng này đó mấy bạn ơi. Ui, mình bước qua cánh cổng này đi vào đây rồi các bạn ơi. Ôi, đây đây. Mày nè, mày nè, mày nè, mày nè. Trời ơi, mấy con gì quá trời nè. Mày nè, mày nè, mày nè, mày nè, mày nè. Trời ơi, mà nhiều như vậy nè. Ơi, mọi người cầm chân ở đây, tôi chạy vào trong tôi đốt đó. Hút ra mày. Được rồi. Đây nè các bạn ơi, bây giờ mình phải đốt thôi các bạn ơi. 12, 13, 14, 15 sao? Ok. Ôi 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 đánh như vậy. Ôi đi ơi kìa. Ôi vậy là chúng ta thành công rồi đó. Ôi ôi ra khỏi cánh cổng rồi đi mọi người. Ôi ôi cái chỗ